nhà khói thuốc như Khổng Minh gọi gió. Thuốc lào chồng hút vợ say, thằng bé trong đó lăn quay ra nhà. Ông lão hàng xóm đi qua ngửi thấy cái mùi thuốc say 3-4 ngày. Dạ đây, đấy là một số bài thơ về thuốc lào ha. Dạ rồi, bây giờ còn một khúc nữa. Dạ không biết làm gì, hát lại hát à? Thuốc lào à? Thuốc lào chỉ có thơ thôi chứ không có bài hát. À, không không không, em không có nói là bằng chú thuốc nhiều nhất, em nói là bằng kiều người nổi tiếng hút thuốc. Thì hát hay thì nổi tiếng thôi. Và bằng kiều nói là hút thuốc lào là bí quyết để giữ giọng đó anh, thuốc lào bí quyết để giữ giọng đó. À, tại vì cái đặc biệt nha, cái thuốc lào nha anh chị, mà cái nước của nó đó, cái nước của nó nha, càng lâu thì lại càng ngon. Dạ nói chung là càng lâu càng ngon. Và một khi không nói là uống ngon, và càng lâu càng ngon có nghĩa là càng để lâu đó thì khi mà cái khói nó lên đó thì nó ngon cái vị thuốc, chứ không phải là uống nó ngon nha. Đúng là người ta nói giàu vì bạn mà khốn nạn vì đồng hương. Rồi. Cung đường của em thì sắp kết thúc rồi phải không anh Hải? Sau đây thì em xin phép nhường micro lại cho người cuối cùng trên xe, đó chính là anh Lê Văn Hải. Dạ, xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Chưa thấy em ơi. Không, mày đã là nói rồi. Thuốc lào á, không có. À, ok, bây giờ đọc thơ tiếp ha. Đọc thơ tiếp. Chị Hồi Anh có biết bài thơ nào về quê hương mình không? Tên thật lạ đời, cầu thì lấp lại, đồ thời đem sơn là đồ sơn nha anh chị, đồ sơn đó. Dạ đúng rồi, cửa thì cấm, chợ thì con, lại thêm quên bạn này quên còn buôn lại còn buôn bán gì có nửa bài à có thuộc bài về đồ sơn thôi. Chúng ta người ta hay nói đó là chưa đi chưa biết đồ sơn đúng không ạ? Đi rồi mới biết là chẳng hơn đồ nhà. Đồ nhà tuy có hơi già nhưng là đồ thật hơn là đồ sơn. Chưa đi chưa biết đồ sơn, đi rồi mới biết còn hơn đồ nhà. Đồ nhà là của quốc gia, đồ sơn là của quốc gia, đồ nhà là của
ông bà ngoại cho.